Trong bài tập kế tiếp này, chúng ta sẽ học cách sử dụng công cụ Magic Wand Tool, đó là được mệnh danh là cây đũa thần. Chúng ta sẽ tập cách sử dụng nó và đồng thời chúng ta sẽ làm quen kỹ hơn, nắm kỹ hơn công cụ Crop Tool, công cụ Crop. Và trước tiên, tôi sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo để kiểm tra tất cả những hình ảnh kỹ thuật số. Như vừa hôm tôi định nghĩa cho các bạn biết ảnh kỹ thuật số được gọi là những hình ảnh được số hóa vào trong máy tính và có thể truyền thông được bằng các thiết bị số. Ví dụ như ảnh được chụp từ máy chụp hình kỹ thuật số, máy quét ảnh hoặc là máy chụp điện thoại di động. Thì làm cách nào để ta biết được tấm ảnh đó có nguồn gốc xuất xứ từ đâu? Ví dụ như sau này chúng ta làm việc ở một nơi xử lý ảnh thì chúng ta hay có nhiều người họ mang ảnh đến nhờ ta làm. Thì trong vòng vài phút chúng ta có thể đoán biết ngay ảnh đó được chụp từ máy ảnh kỹ thuật số nào, tốc độ, khẩu độ là bao nhiêu và model máy là như thế nào. Chúng ta có thể nói cho người ta biết và họ sẽ rất là ngạc nhiên khi mà chúng ta nói điều này. Và đồng thời có những người dù cho họ cũng qua mặt chúng ta, họ bảo rằng những ảnh scan là ảnh chụp từ kỹ thuật số, chúng ta vẫn có thể kiểm chứng được. Cái việc mà kiểm chứng nguồn gốc ảnh không phải là để đố nhau hay là để khè nhau, hù nhau, mà là để chúng ta có một phương án để xử lý cho nó hợp lý. Bởi vì như chúng ta biết rằng đối với những một số ảnh chụp từ máy kỹ thuật số tùy thuộc vào cái nguồn máy, chẳng hạn như máy Canon, máy Fuji hay máy Kodak, thì chúng ta sẽ có phương án xử lý hợp cho nó hợp lý. Chẳng hạn như đối với những máy Nikon thì thường thì những cái ảnh hay dư đỏ thì chúng ta phải có cách để cân bằng. Nếu như chúng ta không biết điều này thì chúng ta xử lý rất vất vả, bởi chúng ta sẽ không quen được những cái gọi là những cái bệnh hay gọi là những cái e của những cái máy chụp hình khác nhau. Thì để làm việc này, chúng ta ví dụ chúng ta mở một số phải ảnh ra như sau. Ví dụ tôi mở trong bài trong cái bài số 3 là kiểm tra tấm ảnh, ta mở 3 tấm ảnh. Chúng ta sẽ lần lượt mở 3 tấm ảnh. Bây giờ tấm ảnh đầu tiên, giờ tôi chọn hình cô gái xinh đẹp này cái đã. Để kiểm tra một ảnh, chúng ta vẫn chưa biết tấm ảnh này được chụp từ đâu. Chúng ta hãy và chọn cái lệnh là, chúng ta chọn lệnh là file info, là file sẽ là file info hoặc là internet ship control y. Ta nhấn vào đây, nghĩa là thông tin về về file ảnh. Ta nhấn vào lệnh này thì chương trình đang thực hiện, chúng ta có lệnh là file info. Đây chúng ta sẽ chọn vào cái phần là camera camera data. Đầu tiên nó sẽ cái bảng này, chúng ta chọn cái camera data 1. Chúng ta thấy rằng ảnh nó mang tên là Max là Fujifilm, nghĩa là cái chụp từ máy Fuji Fujifilm, và cái model là chúng ta chụp từ máy S Hydro, chụp vào ngày này. Tốc độ là 1 25 giây. Đó, chúng ta thấy đây, ống kính là đây. Rồi khẩu độ là như chỗ này. Đấy, và anh ta có thể chọn vào cái phần camera data 2. Chúng ta thấy thêm là cái ảnh là SRGB. Độ phân giải nó là 2848 nhân cho 4256. Đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có thông số như vậy. Và nếu như chúng ta thấy một tấm ảnh khác, ví dụ như ảnh ông Thụy này, chúng ta chọn vào file info, chúng ta chọn vào data, chúng ta thấy chẳng có gì đây cả. Hai đây không có cái thông số nào hết, mà chỉ ngoài có cái là kích thước ảnh và độ phân giải mà thôi. Thì những cái ảnh nào thấy như thế này thì phần lớn những ảnh như thế này được gọi là những ảnh quét từ máy scanner vào, chứ không phải là ảnh được chụp từ máy ảnh kỹ thuật số. Cái việc mà kiểm tra nguồn gốc ảnh, ví dụ tôi kiểm tra ảnh này, nó còn cái lợi khác là nếu đối với những ảnh đẹp thì nếu chúng ta biết nghề về nhiếp ảnh, chúng ta cũng có thể học được của người ta, học được người ta cách chụp như thế nào, ta biết được nên nhiếp ảnh lớn như vậy nên sử dụng máy như thế nào để chụp. Đó là đối với trường hợp chúng ta biết được số
cái kiến thức nghề nghiệp về nhiếp ảnh. Ví dụ cái ảnh này ta thấy là chụp từ máy Nikon, đó là D1X, và chụp vào tháng 6 năm 2004. Đó, khẩu độ tốc độ thì thấy như trên màn hình đấy. Chọn phía đây thấy là độ phân giải là 3008 và cái chiều dài nó là 1960, độ phân giải là 300 dpi. Bây giờ chúng ta thực hiện việc ghép tấm ảnh, ta tắt hình ảnh này đi. Chúng ta thực hiện ghép tấm ảnh từ cô gái này qua bên ảnh bên đây. Chúng ta thấy rằng cái ảnh này có cái nền trắng, tất cả là nền trắng. Thì chúng ta nghĩ tới ngay là chúng ta dùng công cụ Magic Wand Tool, đó là công cụ kẻ đổ thần, viết tắt nó là chữ W. Công cụ Magic Wand Tool nó có tác dụng là nó cho phép chúng ta chọn những vùng ảnh tương đồng nhau, những vùng ảnh tương đồng nhau. Thì trong cái phần tolerance thì nó cho phép chúng ta là cho phép được tạo chọn được bao nhiêu cái điểm ảnh tương đồng. Như trong hợp là chọn là 32 điểm ảnh, đánh 32, càng lớn thì nó chọn được càng nhiều, nhưng mà độ chính xác nó không quá cao. Ví dụ ta để 5 thì nó ít hơn, ta để 20 thì nó vừa. Sau đó ta click vào cái vùng trắng, chúng ta thấy tất cả vùng trắng đã được chọn. Nhưng mà cái cần của ta là không phải là chọn cái nền trắng mà chọn cô gái. Ta chọn cô gái, ví dụ ta thấy nè, sau khi chọn xong ta thấy dưới này nó còn vùng trắng nữa, ta giữ shift để chọn thêm chỗ này. Và chúng ta không phải lấy cô gái mà ta lấy cái gì, chúng ta sẽ lấy cái phần phần ảnh bên trong. Muốn lấy phần ảnh bên trong, chúng ta sẽ lấy ngược phần chọn bằng cách ta vào select invert, hoặc là tôi có một cách độc đáo hơn, đó là ta nhấn shift F7, shift F7 cũng lấy ngược vô ngược ra. Sau đó là dụng cụ move tool, ta lôi cô gái từ bên ảnh này ghép qua bên kia hình. Và cũng tương tự như vậy, trên nó thu nhỏ ảnh lại, ta chọn show trên form control một cái chấm t, chúng ta bóp nhỏ cái ảnh cho nó vừa phải để đặt vào cái khung ảnh cho nó hợp lý. Giờ tôi ghép như thế này, đấy ta thấy ta vừa ghép cô gái vào trong cái nền của một tác phẩm. Ta có thể di chuyển cô gái này từ phía này hoặc về phía phía bên đây, tùy thuộc vào ông tâm thích, để chỗ nào cũng được cả. Về cái khi sau cái ảnh ta thấy có những điểm ảnh màu trắng thế này, chúng ta đừng có sợ, bởi vì sau này chúng ta sẽ có một cách xử lý rất là nhanh, xử lý là mất ảnh tất cả, đó là khi ta học tới bài xử lý tóc mai. Còn trong trường hợp này chúng ta sẽ xử lý bằng một cách đơn giản hơn, bằng cách chúng ta sẽ dùng vùng chọn polygonal, nghĩa là cái vùng chọn dây hồng lỏng. Là sẽ vẽ trên phần tóc mà thôi, là sẽ vẽ xung quanh phần tóc nè, mình tóc cho cô gái. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng cái lệnh là select colorant, chúng ta sẽ chấm vào cái phần màu trắng trên cô gái. Hay chấm màu trắng trên ảnh cô gái nha. Sau đó ta thấy tất cả màu trắng đã được chọn, và ta nhấn delete để xóa đi cái màu trắng. Thì giờ tóc nó sẽ màu đen, nó màu đen dễ chịu hơn. Như vậy chúng ta vừa thực hiện ghép xong cái bài ghép chỉ có hai công cụ là công cụ Magic Wand Tool, Move Tool, và cái phần đó là Select Colorant. Colorant nghĩa là ta cho phép ta chọn theo kiểu tách màu. Bây giờ chúng ta dùng công cụ Rough Tool để nó cắt ảnh này theo đúng kích thước của mình. Ví dụ cái ảnh này kích thước nó chưa được như ý, chúng ta cắt khoảng cỡ 10-15 để chúng ta rửa cho đúng kích thước size của mình. Ta sẽ đánh 10 cm vào trong cái ô thứ nhất, và thứ hai đánh 15 cm vào ô thứ hai, và ô thứ ba là để 300 đi ra chẳng hạn. Thì có ý nghĩa rằng cái ảnh này nó sẽ được tự động định dạng là có bề ngang là 10, bề cao là 15 và độ giải 300. Thì băng dập 300 này chính là độ phân giải để rửa ra được giấy ảnh. Và chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về cái phần tại sao có chuyện độ phân giải ở đây, phân giải là gì, và khi nào 300, khi nào 72, khi nào 150. Chúng ta cứ biết là ta trong hợp này ta tạo như vậy, và chúng ta sẽ vẽ ra cái vùng. Chúng ta thấy bây giờ công cụ Rough nó không còn là 8 dấu chọn mà chỉ có 4 dấu chọn mà thôi.
thì chúng ta có thể di chuyển qua lại thế này. Và chúng ta sau khi chúng ta chọn đây là vùng ảnh mà chúng ta lấy, như tôi lấy khoảng cỡ này thì nó ra đúng 10-15, và chúng ta sẽ rửa, rửa đúng 10-15, và chúng ta sẽ loại bỏ đi hai phần dư bên ngoài. Chúng ta canh xong ta nhấn double click hoặc là enter vào đây thì cái ảnh nó sẽ được cắt và đồng thời định size lại đúng kích thước 10-15 theo mong muốn của chúng ta. Rồi sau khi ảnh được cắt xong, để kiểm tra kích thước đúng 10-15 hay không, chúng ta vào trong lệnh email, chọn lệnh email size, ta chọn vào đây là centi, thấy đúng 10-15 rồi, giá 300, và chúng ta sẽ sell lại tấm ảnh này với cái đuôi, với cái đuôi là PSD là đặt là 20-15 nhân 15 centi, ta sell lại. Rồi, cái bài hôm nay là khá thú vị, bây giờ chúng ta sẽ biết được, qua bài này chúng ta đã biết được tất cả các công cụ chọn, gồm các công cụ chọn hình chữ nhật, công cụ chọn hình vuông, hình elip, hình tròn, công cụ chọn tự do, công cụ chọn ảnh đồng màu, công cụ chọn nó kiểu colorgen, nghĩa là theo từng kênh, kênh những cái lọc màu đấy, và công cụ rớt chúng ta tìm hiểu kỹ. Thì bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp ghép ảnh cao cấp, là ghép để loại bỏ tất cả những cái nền trắng một cách hiệu quả và giữ được những cái sợi tóc con.